Quá đẹp đúng không ạ? Hello, xin mến chào tất cả anh em. PR2.18 Moren anh em nhé. Moren PR2.18, một dòng đẩy chuyên trị súp kép thương hiệu LX Aquatic. Ngày hôm nay sẽ review với tất cả các bác một trong những mẫu đẩy tốt nhất để cho em chơi sự kiện đám cưới ngoài trời. Với cục đẩy này, công suất nó khủng như vậy thì anh em có thể chơi được một cặp súp kép 50 từ lớn họng lớn anh em nhé. Đó, từ lớn họng lớn coi 125 đánh thoải mái luôn, đánh dư luôn em nhé. Và một cái dòng đẩy rất là trâu bò, đẹp xuất sắc luôn, lên tới 1800W một kênh, rất là khủng đúng không ạ? Chiết áp bi. Và con này thì chạy sò Toshiba. Với cái dòng đẩy này, nó thiết kế chủ yếu là dành chơi súp kép em nhé. Chơi súp đánh rất là lực. Một trong những mẫu đẩy rất là đẹp và được thiết kế, anh em có thể thấy được thiết kế rất là bắt mắt và nhìn thì rất là sang trọng. Tai được đặt, được lắp ở hai bên, hai mặt trước này, để cho anh em xách nó rất là thuận tiện. Ok chưa? Mặt chúng ta có thể thấy đây, xoay gương được, rất là bóng. Chiết áp bi, công tắc tắt mở ở mặt trước này, rất là ok đúng không ạ? Đấy. Và là một cái dòng đẩy công suất lớn như vậy nhưng nó sử dụng chỉ có hai quạt tản nhiệt thôi đó. Và giá bán của cục đẩy này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 9.800.000 đồng. Ok chưa? Chưa gồm phí ship anh em nhé. Đó. Con này thì nó nặng đâu đó cả hộp thì nó tầm 45 kg. Còn cái bề ngang thì nó quy ước chung rồi, bề ngang cục đẩy nào cũng giống nhau hết anh em nhé. Còn cái chiều sâu của cục đẩy, Luân có thể lấy thước đo cho anh. Đấy, lấy thước đo cho anh cái cục, chiều sâu cục đẩy này xem nào. Đây, đo tính từ đây nhá. Đấy, ok chưa? Đến 16. Là 50. Đấy, là 56 cm. Nếu mà tính từ, anh em có thể tính từ tai nhá. Đấy, tính từ tai, tính từ tai, tính từ tai vào đây thì nó rơi vào tầm 60 đến 61 cm. Ok chưa? Đó, đây là chiều sâu nhá. Đấy, đây là hậu của cục đẩy. Ok chưa? Đấy. Còn đâu chiều dày của nó thì đấy, chiều dày của nó thì nó chỉ rơi vào tầm, mình phải tính như thế này. Đấy, nó tầm 14,5 anh em nhá. Ok chưa? Đấy, tầm 14,5. Đây là một trong những mẫu đẩy rất là tốt. Thì sẽ quay sang mặt đằng sau cho anh em xem một chút về cái cục đẩy PR2.18 này. Đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy cái dây nguồn đúng không ạ? Cái dây nguồn này của nó, dây nguồn rất là to nhá, dây nguồn đúc luôn. Cho nên là nó chịu tải, chịu lực rất là tốt, chịu nhiệt rất là tốt. Và đằng sau đây, đằng sau thì nó có hai cổng input đúng không ạ? Tiếp đến nó có hai cổng linh. Các chế độ gạt parallel, sorte thì đầy đủ luôn này. 1.0 này, 0.75 và 1.4 này. Ok chưa ạ? Các chế độ gạt panel sorte đầy đủ anh em nhé. Gạt xuống dưới sẽ sorte để giữa panel, gạt lên trên sẽ là bridge này. Ok chưa? Và con này có cổng cắt súp luôn. Đấy, đây em đang để ợp nhá. Anh em mà muốn cắt súp của chúng ta, đấy, bật lên. Bật lên thì nó sẽ cắt ở cái giải 30Hz anh em nhé. Ok chưa? Ở cái giải 2 pass. Đấy, 2 pass filter đúng không ạ? Còn cái giải low pass filter này thì nó cắt ở cái giải 150. Đấy, 150 hẹp. Ok chưa? Rất là khủng. Đấy. Có. Đấy. Có. Cái này thì nó có chống mát cho anh em nhá. Đấy. Rất là tốt. Đây, quạt đằng sau đây. Thì bây giờ sẽ cho một con lưng tiếng lên anh em nhá. Luôn cho lưng tiếng lên đi. Đấy, kết nối. Kết nối để cho anh em nghe chất âm của cái cục đẩy này. Em sẽ một kênh đánh full anh em nhá. Một kênh đánh full và một kênh thì sẽ chơi ra súp. Lấy một cặp dây ca lông, đấy. Lấy một cặp dây ca lông đấu vào cổng 1 này. Đấy, cắm vào cổng 1. Ok chưa? Đấy, một dây cắm vào súp. Ok chưa? Đấy. Dây full này sẽ cắm vào input 1. Đấy, cắm vào input 1 nhá. Đấy, tiếp đến dây súp thì sẽ cắm vào cổng input 2. Đấy, cắm vào cổng input 2. Ok chưa? Và đây là loa full, cắm vào đây. Đấy, cắm vào loa full thôi. Rất đơn giản thôi. Đấy, loa súp và cắm vào cổng 2. Và sẽ cắm điện vào nhé. Ở đây thì đây, cắm vào cổng 2. Đấy, ok chưa? Và bây giờ sẽ cắm điện vào để cho anh em cùng nghe cái chất âm của cục đẩy siêu khủng này. Đấy. Cắm điện vào ấy nhá, vào con nâng tiếng luôn. Nhìn đây, đặt nâng tiếng lên thì nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ?
Đấy, combo này quá chất luôn anh em nhé. Và Luân bật cho anh một bản nhạc đi. À, khi bật điện nguồn lên này, anh em thấy không? Bật điện nguồn lên thì nó đẹp xuất sắc luôn. Và đã có tín hiệu nhạc rồi. Kênh 1 này ra chơi loa full anh em nhé. Chơi cặp 4 người kia. Chơi cặp 4 người nhá. Còn đây là chơi súp này. Úi giời ơi, đang nhích lên một chút này. Anh em thấy không? Đánh tung hết quả súp 50 này, đánh sợ không rồi. Úi giời, đeo tai nghe vào nhá. Ok chưa? Cho full lên này. Quá là bạo lực. Tao đánh quả súp 50 này. Không thấm vào đâu. Không thấm vào đâu nhá. Rồi. Bánh lại tưng tưng rồi. Bánh lại tưng tưng rồi, không thấm vào đâu à, anh em thấy không? Ở đây em đang chơi quả loa súp 50 thôi anh em nhé. Con này nó phải chơi cả một cặp súp kép 50 nó mới khủng được. Ok chưa? Đây là chơi một quả súp đơn 50 anh em nhé. Chơi nó còn dư rất là nhiều công suất. Ở đây anh em thấy đây, em đang để tầm hướng 7 giờ thôi. Đang để tầm 7 giờ thôi nhá. Loa full cũng vậy. Đánh rất là xa em nhé. Con súp này đánh quá khủng luôn. Anh em thấy nó đã quá khủng luôn rồi. Vãi trưởng. Riêng cái cục đẩy này mà anh em đánh súp 50 này nó không thấm vào đâu. Chúng ta phải chơi một cặp súp kép 50 thì đánh nó mới lực được, nó mới đủ được. Đây đang để rất là nhỏ đây. Ok chưa? Đó. Hàng chất luôn em nhá. Thì ok, các bác có nhu cầu muốn mua cục đẩy chất như thế này thì gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Bác nào có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.